cho mẹ đi ăn cơm nhá. Không á? Thì muốn làm gì? Ti á? Muốn nằm để ti đúng không? Đúng không? Nhưng mà mẹ muộn rồi, 8 giờ rồi. Thương quá, con mọc răng đúng không? Con mẹ đau ở răng đúng không? À, đau ở đâu? Đau ở đâu nhỉ? À thì sắp đau ở đâu nhỉ con nhỉ? À đau ở đấy à? Mẹ thương lắm ấy. Thế giờ con muốn gì? Thế giờ con muốn gì? Cái gì ti? À chỉ á? Chỉ cái gì ti nhỉ? Để làm gì? Ti để làm gì? Ti để làm gì? Thế mẹ ở với Sóc nhá. Vâng. Xin.